Thanh Đức Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trước mắt quý vị và các bạn là một cặp loa Puller CS88A màng FB. Hôm nay em Thanh Đức Hạnh đang ghép với chiếc âm ly 8080 trơn và một chiếc đầu CD đờ lông 1650AZ và cặp loa 88A của ngày 28 tháng 3 năm 2018. Cửa hàng âm thanh Đức Hạnh xin test gửi một vị khách hàng xin được giấu tên. Anh ở huyện Cát Hải, Cát Bà, Hải Phòng. Có nhờ âm thanh Đức Hạnh xin test cặp loa này và chuyển về cho anh. Cặp loa Puller CS88A cũng vừa về cửa hàng hôm 25. Cặp loa còn rất đẹp. Mọi chi tiết về sản phẩm quý vị và các bạn hãy liên hệ trực tiếp với âm thanh Đức Hạnh theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của âm thanh Đức Hạnh: cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Quý vị và các bạn ở xa không có điều kiện về với cửa hàng thì cửa hàng sẽ ship hàng toàn quốc. Nên quý vị và các bạn có nhu cầu những sản phẩm nào thì hãy yên tâm sử dụng và hãy đặt niềm tin bên cửa hàng. Cửa hàng thì có rất nhiều các sản phẩm để phục vụ quý vị và các bạn. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng vào thẩm âm cặp loa Puller CS88A và đang được ghép với chiếc âm ly 8080 trơn. Ngày
Vâng, Âm Thanh Đức Hạnh xin dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo.